cái hình nó giống như hình vuông vậy ha. Đó, mở rồi. Đây, ha. Bật cái ngực ra ha, bung à, là những người nào hút thuốc ha, hay là có những cái chứng bệnh về phổi, ung thư đồ này kia rồi đó, thì quý vị sẽ nhờ được bạch hạc phân thủy để mà đẩy ra ha. Kim lực à, quý vị xoáy cái tay kim á, giữ đi một tay vậy ha, chuyển ra bên này đó, khuỳnh nó ra. À, mở bể, mở cái tay kim, cái hình đồ như vậy gọi là kim ha, là nuôi xương ha. Cái ngày nào quý vị tập kim lực, quý vị sẽ tập nuôi xương cho mình, nuôi gân nuôi cốt ha. Cái tay phải cũng vậy, khi mà về nó đổ ra, sổ đổ cái chỏ ra ha, nó quỳnh thì đó. Bây giờ hai cái tay nó đan lại. Khi tập cái bộ này thì tự nhiên gân cốt của mình nó mạnh ra, à, xương nó chắc ra, là nhờ cái hình đồ nó về nó nuôi cái xương của gì. Thì nhớ cái tay, cái cổ tay nó bẻ ra hết ha, nhớ là chuyển cái eo, à, đừng có đi cái tập ha, à, hơi thở điều hòa ha. Nếu không có gồng cứng nha, mình chỉ phải chuyển à, cái bộ nội công chuyển à. Bộ môn của mình người nào mà họ có chuyên cần á, là cái người đó sẽ có nhiều sức khỏe. Mà người nào chuyên cần mà với cái tâm bình thản không bồng động á, người đó sẽ cao siêu. Đổ ha, đổ, đổ, đổ. Thì cái bộ nội công này nó xuất phát từ nó là cha đẻ của những cái phần mà đánh đấm đỡ gạt. Cho nên cái người nào luyện nội công giỏi đó, là cái người đó sẽ đánh đấm giỏi nha. Rồi, đó là bộ kim, là bộ nuôi xương nha, nuôi gân nuôi cốt cho quý vị. Âm dương quyền, nhớ mình thả vai, cái chỗ mình về center ha, cái vai mình thả lực ra đằng sau đó, tẩy cái chỗ tới ha, đó mình tẩy cái chỗ, thấy cái tay mình nó rung rung đó, nó rung đó là cái độ rung đó, nó hàm dưỡng cái quyền của mình đó. Khi làm hết cái tay rồi ha, bật ra những cái lực tưởng lên đó, duỗi tới thả mềm đó, lạc liền. Mình đang cương, mình biết bao nhiêu liền, mình bật nó về cương, ha, mình nạp về quyền mình lại để mình nuôi xương, ha, là cái tay kia mình rút về, tay là kế bên, tương tự nó sẽ ra, ha, à. Sổ, mềm, rút. Về chính giữa, kéo về chính giữa ha. Đấy, tưởng mình ha, bật cái lực lên, thả mềm, rút. Về chính giữa, bật, đấm, thả mềm, đổ cái chỏ ra ha. À.
bung amer bắp rút thì muốn âm dương quyền á, quý vị nhớ cái bài mình phải đi nghịch ha, không phải là cái bài thuận giống như dân gian người ta quấn về ha, mình quấn cái quyền thuận nghịch lại ha, thì mình quấn nghịch lại ha. Thì quý vị nhớ không có gồng cứng lúc nào thay đổi căn cốt của mình hết ha, từ ở trong này tắm ra ha. Thằng ở đôi mắt của mình nó dẫn cái quyền mình đi ha, tập xuyên qua bức tường kia ha, đừng có cho nó giới hạn, họ thở cái hơi thở mình tràn theo cái hình cái đấm của mình. Thì cái mắt mình nó dẫn cái quyền mình đi đó là thần nó dẫn đi đó, thì cái quyền nó đi ha, mà khi nó đi như vậy cái hơi nó tràn theo đó, thần nó dẫn cái khí đi ha, khí thì nó mang tuôn theo nó dẫn cái thần đi, là cái quyền mình nó buông ra. Chủ đích của cái hồ điệp trưởng là cái dạng thủy, thì quý vị nhớ chặt cái eo ha, eo cái bụng thì nó sẽ giúp cho cái thận của mình, cái gan của mình ha, không đó ruột già ruột non được khai thông đó. Thì nhất là quý vị nào ha, hay đau lưng mạch bụng nhiều ha, tập cái này nhiều quý vị sẽ thấy một hai tháng là có kết quả liền ha. Rồi chặt chả ha, chặt chả, chặt chả ha, chặt chả, chặt chả ha. Bữa nay mình tập tới đây ha, quý vị trở về cái trạng thái bình thường. Trước khi mà mình trở về đó, mình nhớ điều chỉnh lại cái tim của mình ha. Hồi nãy giờ biết đâu trong cái đám này có người gồng
có người không gồng, thấy không? Thì mình nhờ cái này cân nó lại cho họ ha, để họ tập họ không sẽ bị bệnh gì sau. Thì quý vị thở là bốn nhịp, cái người nào thở được bốn nhịp là sẽ giúp cho cái tim của họ cân trở lại ha, nhất là những người bệnh về tim. Đi máy bay là thấy tim đập hồi hộp, thấy không? Người ta đắp được cái bầm tim muốn nhảy ra ngoài ha, thì nhớ tập thở cái này nhiều. Đó, đang ngồi chơi nói chuyện tự nhiên tim đập rầm, những lý do tại sao đó, thì nhớ tập thở này ha. Đó là gọi là thở bốn nhịp nha, thở tim một hít, sắp cái bài sự mình lên ha, hai ba hít cho lần nữa, bốn hít hết, xả là hết. Con người mình á ngã gì sau ha, khoảng chừng 15 độ ha. Đó lại là một hai, sắp bài sự lên, ba bốn, một hai, nhất là người nào bị về tim ha, ba bốn thở. Thì chư tổ nói ngày nào cũng tập cái này trước khi đi ngủ hay là trước khi đi làm buổi sáng thì coi như người đó uống một viên thuốc trợ tim ha. Một hai, 36 lần, ba bốn, thở hết à, tốt một lần ha. Đó, một hai ba bốn, ồ vậy thôi ha. Coi như bên đây mình tập tới đây đi ha. Vì gì bên đây là tập cho bị sớm, một bữa mình tiến sẽ quay phim tiếp. Thì quý nhân chị nào cứ về ha, mình chuẩn bị nha. Chào lớp. Nghiêm, nghiêm. Đó. Hầu gia. Mai Tiên sẽ phỏng vấn anh Vượng một chút xíu. Tại vì anh Vượng là cái người đến đây tập khoảng chừng 2-3 tháng nay. Thì anh có một cái bệnh thật là lạ lùng, kém may mắn hơn những người khác. Về cái thận của anh đã nó bị không có bị hư và anh phải chờ để mà thay cái thận khác. Thì trong cái thời gian mà anh tập ở đây thì Mai Tiên sẽ hỏi anh để anh phát biểu cảm tưởng, để cho quý vị đôi khi thấy cái hình ảnh đó mà tăng thêm cái niềm tin cho mình. Thì xin phép anh Vượng thì muốn hỏi một điều là sau khi anh tập đây 2-3 tháng rồi thì anh thấy con người anh biến chuyển như thế nào? Thực ra là tôi mới bắt đầu tập thì tôi không tin lắm. Nhưng mà khi tôi tập khoảng chừng độ 1 tháng, tôi thấy người mình nó khác, nó đổi kỳ lắm. Nó càng ngày nó càng mình thấy mình phục hồi lại sức khỏe của mình hồi xưa. Mà đồng thời mỗi lần mình tập xong, mình về nhà mình thấy sức khỏe của mình nó trở lại khoảng chừng 10 tới 15 năm trước, mình thấy là rất là mạnh. Hồi xưa cái mình sợ, hồi xưa mình thận mình sợ mang đồ lắm, mình nặng sợ lắm. Còn bây giờ là sau khi tập rồi mình cảm thấy mình trẻ lại, sức khỏe mình trẻ lại khoảng 10-15 năm trước, cái mình mang đồ mình mang bình thường, không có ngại ngùng gì hết. Thành ra là tôi thấy rất là vui. Cái bệnh thận của mình thì mình không biết là nó thế nào, nhưng mà mình thấy mỗi ngày mình thấy sức khỏe tăng lên và mình duy trì lại. Mình không cảm thấy yếu như càng ngày càng hồi xưa, càng ngày mình càng yếu dần. Bây giờ mình cảm thấy càng ngày mình khỏe thêm. Thì theo cái dòng phái mà tại sao tất cả những cái dòng phái khác á, thì mình đi không dám nói, nhưng mà anh vừa bị thận là để mà thay lọc máu đây. Lọc máu. Không? Thì quý vị sẽ thấy là anh có những cái đường đây. Thì đối với cái dòng phái Hồng Gia Việt Nam đó, thì khi cái người nào chịu có chuyên cần, trước anh cũng có một người bị như vậy và được cứu khỏi chứ không phải là riêng gì anh. Cho nên là chúng tôi hy vọng là cái sự công phu này sẽ giúp cho anh thành đạt được nhiều kết quả anh được ha.